Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Avatar nhá. Ngày hôm nay mình review cho các bạn xem chiếc máy xúc lật Hoàng Giai. Con này 180 triệu các bạn nhá. Con này được mệnh danh là vua đổ cao các bạn nhá. Tại đây là một bãi đại lý vật liệu xây dựng. Ngày hôm nay chiếc xe ô tô tải Chiến Thắng đang chở cát đi công trình xây dựng các bạn nhé. Xúc gọn gàng ấy nhỉ? Vâng. Em thấy bọn này còn hay hơn là máy xúc nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Nó xúc lại nó to. Bởi vì là mình em thấy nó xúc nó cũng rất nhanh. Rồi là ba. Ôi thì kia thì còn làm ăn gì. Ôi rồi, quên ông hạ bén rồi. Thôi mình xin cái video này nhá. Vừa rồi bác tài xế không hạ hết bén em ra là nó lại đổ đây cắt ra đường rồi.